chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Fuji Auto. Và thưa quý vị các bạn, hôm nay em Fuji Auto sẽ giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập từ cửa hàng, một mẫu sedan thương hiệu bền bỉ với thời gian, Honda. Vâng, Honda City sản xuất năm 2013, phiên bản máy xăng 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này lại còn sử dụng máy eco nữa, nên là cái độ thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt. Vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc xe sử dụng hộp số tự động nhá, càng dễ dàng sử dụng. Một chiếc xe màu nâu vàng khá là bắt mắt và form dáng thể thao. Con này thì zin nét đẹp hơn, một chủ từ đầu. Vâng, thưa quý vị các bạn, với giá thành chỉ có 359 triệu đồng, đây là một mẫu xe tuyệt vời. Vâng, em Fuji Auto sẽ đi giới thiệu chi tiết từng vị trí một của chiếc xe này để cho mọi người biết rằng chiếc xe đẹp đến nhường nào. Vâng, bây giờ em sẽ đi chi tiết chiếc xe. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là một chiếc Honda City mới nhập về cửa hàng của Fuji Auto ngay chiều hôm qua. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp, màu nâu vàng khá là bắt mắt, sơn si bóng lộn đều trên tất cả toàn bộ thân xe luôn. Vâng, sơn si đồng đều, sơn si zin nguyên bản. Mọi người có thể nhìn qua ngoại quan của chiếc xe Honda City này. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn tất cả các cái phần cánh cửa hay là các cái phần khung đều căng đét đẹp luôn, không có dấu hiệu gì gọi là móp méo mông mênh. Vâng, một chiếc xe zin chính chủ từ đầu. Con này thì sử dụng 4 lốp mít vành la răng 10 chấu theo hãng của Honda. Vâng, chiếc xe sử dụng hệ Ivitec và đặc biệt là sử dụng máy eco cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đó, logo Honda nổi bật luôn, Honda City. Vâng, chiếc xe rất đáng tầm tiền với những ai mà mua về những chiếc sedan với giá chưa đến 400, ngang bằng một con Moling cũ mới. Thì đây là một lựa chọn khá là hoàn hảo, thú vị cho quý vị các bạn. Vâng, mọi người có thể nhìn qua tổng thành ngoại quan của chiếc xe một lần. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp, form dáng trường đẹp và kiểu dáng cũng khá là hầm hố bắt mắt. Vâng, đặc biệt là logo Honda nổi bật trên cái phần hốc gió, thì mọi người có thể nhìn là chiếc xe này rất nhiều các cái chi tiết nạp chrome tăng vẻ sáng bóng, và đặc biệt là khi mà ở những giữa đám đông thì chiếc xe này sẽ tăng cái vẻ phản quang cho chiếc xe nên lại càng bắt mắt luôn. Vâng, phần hốc gió cũng tương đối khá là ok, đồng đều. Đèn của chiếc xe thì vẫn là sử dụng đèn xe lông thôi, nhưng mà halogen ạ. Vâng, đèn halogen. Thế nhưng mà lại còn mắt mờ đen nên là tương đối khá là đẹp. Xi nhan kết hợp trên thân. Và đây mọi người nhìn này, rất là đẹp luôn. Đấy, các cái phần nổi u lên luôn. Đấy, bầu đèn khá là trong, sáng. Vâng, chủ nhân khá là giữ gìn ạ. Đèn gầm vẫn còn rất là ok. Đó, các chi tiết của chiếc xe này thì đúng là vẫn còn rất là hài hòa, đồng đều, sơn si đẹp. Đèn đóm zin nữa quý vị nhá. Vâng, đèn đóm zin luôn, sơn si đồng đều, tổng thể rất là ổn luôn. Vâng, chiếc xe thì sử dụng 4 lốp mít và vành 15, lốp 185, tỷ lệ 60, phanh đĩa trên cả 4 bánh, phanh ABS an toàn. Con này thì hỗ trợ chống trơn trượt, các thứ chức năng rất là đầy đủ luôn. Vâng, điều hòa mát lạnh rét run. Xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cụp xe, gương kính chỉnh điện, điều chỉnh khá là dễ dàng, rất là tiện lợi. Tay nắm cửa thì không được ốp bọc chi tiết chrome, thế nhưng mà vẫn còn rất là ok. Toàn bộ cánh cửa của chiếc xe thì kính là kính zin nữa quý vị nhá. Con này thì có cái điều là vè mưa đã cũ rồi, cũ theo thời gian rồi. Đấy, cửa thì đóng mở rất là êm khít luôn, chắc chắn. Và mọi người có thể nhìn là phần tappy cực kỳ là sạch sẽ. Vâng, chiếc xe này thì sử dụng chìa khóa là chìa khóa điện. Đây là vâng, chìa khóa điện. Bây giờ thì em đang lấy chìa khóa ra để cắm vào ổ. Vâng, đấy, khóa đấy. Vâng, mọi người có thể nhìn là tappy khá là sạch sẽ. Phần da trên thì rất là mềm và phần nhựa dưới thì chưa biết lì và vẫn còn sần. Rất là đẹp luôn, loa liếc này. Đó, đó. Cửa kính đóng mở êm khít. Cái cửa kính thì đã được dán phim cách nhiệt nhé quý vị nhá. Và cửa kính zin ạ. Vâng, mọi người có thể nhìn là keo chỉ của chiếc xe này. Keo chỉ nhìn từng chút một luôn, không phải nghĩ ngợi luôn. Keo chỉ rất là ổn luôn. Và các cái con ốc này còn chưa tháo mở luôn, ốc zin từ nhà sản xuất. Đó, phần răng cao su thì nét căng luôn, không có rách nát gì cả. Đó,
răng cao su. Đặc biệt là khu bản lề của chiếc xe chưa tháo mở lần nào, vẫn còn nguyên cái đinh ốc của nhà sản xuất nhá. Vẫn còn đinh đánh dấu của nhà sản xuất luôn. Sơn này, đấy mọi người nhìn này, sơn của nhà sản xuất này. Đó. Phần bản lề cánh sau cũng thế ạ. Phần bản lề cánh sau cũng chưa biết tháo mở là gì. Một chiếc xe zin đét đẹp từ 2013, một chủ từ đầu. Đó. Xe cũng khá là ổn luôn. Sơn si thì với thời tiết nắng, bắt đầu nắng buổi sáng này thì cái phần lớp sơn nó nổi bật lên luôn. Rất là có độ ánh kim rất là cao. Cái lớp sơn này rất là đẹp luôn ạ. Vâng, lớp sơn nâu vàng. Biển con này thì hạn đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Nội thất ghế da màu đen khá là bắt mắt, khỏe khoắn. Vâng, ghế da zin đấy ạ. Vâng, mọi người nhìn ạ. Đó. Cửa đóng mở rất là khít luôn. Cửa đằng sau cũng vậy ạ. Tapi khá là mềm êm. Những cái chỗ mà để tì tay thì là người ta sẽ làm bằng da và khá là êm chắc. Cửa thì đóng mở ngon. Ở đấy mọi người có thể nhìn bản lề này. Các cái bản lề ốc ác thì zin luôn, ngon đét đẹp luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Và các cái phần bản lề ốc vẫn còn đinh dấu sơn luôn. Và nhạc thì rất là hay. Và đây mọi người nhìn là keo chỉ này. Keo chỉ ổn luôn. Cũng như là các cái phần răng cao su. Đấy, răng cao su khá là tuyệt vời. Chưa biết rách gì cả và độ chống ồn cũng như là chống nước thì khá là tốt. Đây, đinh hàn đấy ạ. Và sơn si đồng đều, nội thất ghế sau thì cũng tương đối. Và đây là một mẫu xe trung bình, không phải là mẫu xe cao cấp. Nên là mọi người cũng có thể nhìn là nội thất ghế da thì cũng sử dụng da mềm. Nhưng mà nói chung là cái nó không được chi tiết như những cái dòng cao cấp và cũng không có bệ tì tay nhá mọi người nhá. Còn đâu là công năng sử dụng như nhau. Và phần đằng sau là phần hốc nhựa đây. Rất là gọn gàng, sạch sẽ, trần này, nỉ này, sạch sẽ luôn. Đấy mọi người nhìn nhờ, trần nỉ khá là sạch sẽ. Rồi. Lốp đằng sau tương đối khá là ok. Con này lốp 2016, đã thay một lần từ 2016 rồi đến bây giờ. Và cua lốp thì không có gì phải nghĩ luôn. Cua lốp cũng như là giảm sóc. Đấy. Cốp sau mọi người có thể nhìn là đặc biệt là cái phần đèn. Đèn của chiếc xe thì được nẹp thêm các chi tiết chrome để cái thứ nhất là tăng cái vẻ sang trọng lịch lãm. Cái thứ hai là nó tạo lên cái điểm nhấn của bộ đèn. Vâng, cả hai bên đèn đều tương đối khá là mới. Đó. Chiếc xe đã được gắn sẵn camera lùi nhá quý vị nhá. Camera lùi. Vâng, rất là tiện lợi luôn. Logo Honda nổi bật. Một chiếc Honda City khá là đẹp. Và thời tiết bắt đầu nắng nóng rồi đấy. Vâng. Đấy mà với thời tiết này mà không mua một chiếc xe để đi lại thì là đúng là tiện cũng khó. Mọi người nên mua lên một chiếc xe để mà đi lại cho cả gia đình mình, bản thân mình trong cái thời tiết nắng nóng thì là điều hòa mát rượi rồi, ngồi trong xe cũng chả muốn ra cơ. Đấy mọi người có thể nhìn ạ, các cái phần keo chỉ đây. Nói chung là tương đối khá là ok. Đấy, keo chỉ đẹp luôn, nét căng. Phần sơn si nắp này mọi người nhìn nhá. Đấy, sơn zin luôn. Tất cả các ốc ở nhà sản xuất đây là các cái con dấu này đều nguyên zin này. Đấy mọi người nhìn ạ. Vâng. Phần ốc của nắp cabo còn chưa tháo mở, nắp cốp còn chưa tháo mở luôn. Đấy mọi người nhìn nhá. Đấy, ốc lắp cốp này, nét căng luôn. Chưa tháo mở một chút nào luôn. Và phần đầu dưới mọi người nhìn cùng Vũ Duy Auto là các cái phần đầu dưới này. Nó thẳng căng luôn. Đấy, các cái đinh ốc hàn vẫn còn ngon. Vâng, đó. Đó, phần sơn si. Đây mọi người nhìn ạ, sơn si đều luôn. Các cái đinh hàn vẫn còn tương đối khá là ok. Không gian cốp của chiếc xe thì khá là rộng. Con này thì chở được cũng tương đối khá là nhiều đồ, cũng phải đến gần một khối. Và một chiếc Honda City. Đây mọi người nhìn này, lốp sơ cua hãn còn mới và chưa biết dùng một lần nào thì chuẩn hơn. Đấy mọi người nhìn nhá, chưa dùng, à có dùng rồi, có thấy găm đá vào đây rồi. Nhưng mà đây mới tinh như này mà đã được lót chống ồn. Vâng, chiếc xe chống ồn Renchi. Đó, cốp cáp thì quá là cứng cáp. Vâng. Đấy, đóng mở rất là khít luôn. Đó. Phần nắp bình xăng thì đã được độ thêm quả nắp chrome rồi, cũng tương đối khá là tiện lợi. Lốp bên này, lốp Michelin. Vâng, và lại là lốp 2017. Và lốp 185 tỷ lệ 60 vành 15. Và cua lốp thì mọi người nhìn lại, cua lốp thì khá là ok luôn. Đó, cua lốp đẹp.
sạch sẽ. Phần cửa thì khít rồi. Mình mở ra rồi. Mở ra phát mát lạnh luôn. Kính thì zin nhá quý vị nhá. Kính zin luôn. Keo chỉ này. Rồi răng cao su này. Đấy. Nói chung là mọi người đến xem xe thì mới cảm nhận được cái mức độ zin của chiếc xe như thế nào. Vâng. Cửa thì đóng mở êm khít. Bản lề ngon nguyên, bản lề chưa có biết tháo mở lần nào. Đó. Lắp ghế này, rộng rãi thoải mái, trần nỉ sạch sẽ. Cột kèo thì không phải nghĩ rồi. Bên em toàn những chuyên gia đi mua xe thôi, nên là riêng những cái phần đâm đụng là không bao giờ phải nghĩ ngợi luôn. Kiểm tra rất là kỹ càng. Keo chỉ này, mọi người nhé. Keo chỉ này. Đấy, keo chỉ khá là ok. Tapi sạch sẽ. Đấy. Điều khiển 4 nút điều khiển kính ra bao cổng một chạm auto luôn, rất là tiện lợi. Đấy. Gương chiếu hậu điều chỉnh này. Đấy. Ghế da khá là mềm, thêm một tí viền chỉ đỏ nữa cũng rất là nổi bật. Và bây giờ thì em sẽ ngồi luôn vào trên chiếc xe này để cho mọi người cảm nhận. Xe nào, lùi đã. Đây rồi, thoải mái luôn. Chiếc xe thì mới đi được có 8 vạn 7 zin đét đẹt luôn. Và mọi người có thể nhìn vòng tua động cơ đang là 700 vòng trên phút nha. Đồng hồ cảnh báo các cái chức năng bình thường thôi. Ví dụ mình đang ở rừng này, cửa mở này, không đeo dây an toàn này, phanh tay. Nhưng cái này là tất cả cái này là mình hiện nay đang sử dụng. Vâng, điều hòa là khá là mát. Chiếc xe thì thơm mùi mới luôn đấy ạ. Vâng, đấy mọi người nhìn ạ. Vâng. Điều hòa điều chỉnh thôi nhá quý vị nhá. Điều hòa điều chỉnh. Và đặc biệt là cái màn hình này. Màn hình 4K giải trí kết hợp camera lùi. Rất là tiện lợi luôn. Vâng. Nó đang cho biết là mình đang ở đâu. Đấy, đang ở đâu này? Ở huyện An Dương, Hải Phòng này. Đấy. Lùi đây. Đó, là xem camera lùi đấy, camera lùi hiện luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Và có thêm cả cảm biến lùi nhá, khi mà mình gần va chạm thì nó sẽ báo. Các cái chức năng hiện đại ví dụ như là Gmap này, radio, USB, thẻ nhớ DVD. Đấy, rất nhiều chức năng được tích hợp trên này. Rồi cài đặt con này hệ như là iOS luôn đấy. Vâng, một chiếc iPhone ở trên xe. Vâng. Đầu đĩa DVD kết hợp này thì, nói chung là các chức năng thì tương đối khá là đồng đều. Nhạc nhẽo điều chỉnh âm thanh ở đây. Đấy. Âm thanh rồi độ âm trầm, âm quay. Tay phanh của chiếc xe, tay cần số của chiếc xe thì cũng tương đối khá là mới. Và form dáng thì cũng khá là thể thao. Cầm có độ chắc của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đấy, rõ rồi. Dừng này, lùi này, đỗ này. Lái đấy, bản thể thao luôn. Con này có gảy số trên vô lăng nhá mọi người nhá. Có gảy số trên vô lăng, mình sẽ để chỗ S này và gảy số trên vô lăng đây. Đấy, đây chính là hai cái tay gảy số vô lăng đây, bên này với bên này. Đấy, cộng trừ. Đấy. Rất là tiện lợi, phanh tay. Rồi. Các chức năng này hoạt động hoàn toàn bình thường. Hộp để đồ khá là rộng rãi. Túi khí cho người bên cạnh này và túi khí cho người lái này. Con này xe máy 1.5 khá là khỏe chắc. Và âm thanh thì tích hợp trên luôn vô lăng này. Bản full bản đủ lên là sẽ tích hợp trên vô lăng, rất là tiện lợi luôn. Vâng. Và ta kiểm tra chiếc năng gạt kính của chiếc xe. Úi giời, nước tơi luôn. Nước nôi đầy đủ. Gạt thì chắc chắn sạch sẽ luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Gạt khá là sạch sẽ. Vâng. Trần khá là ok và đèn đóm đầy đủ, không thiếu một cái chức năng gì. Vâng, với cái giá tiền này thì chắc chắn là không thể tìm đâu ra được một chiếc xe mà như thế này, rẻ như thế này, tốt như thế này đâu. Vâng, bây giờ ta đi đến khoang máy. À đây, lốp mít đây. Lốp bên này cũng là lốp mới, lốp 2018, lốp mít đấy mọi người ạ. Vâng. Những ai mà người ta thật sự am hiểu thì người ta mới mua lốp mít. Vâng, vì là cái dòng này thì đi rất là êm, chắc luôn. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp. Và con này thì hồ sơ pháp lý đầy đủ nhá. Bên em sẽ bao sang tên, bao giúp hồ sơ cho mọi người. Còn sang tên thì mọi người sẽ phải thêm một chút tiền. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe Honda City. Với khối động cơ 1.5 thì cũng khá là nhỏ nhắn, xinh xắn. Vâng, con này thì nó tương tương với các cái dòng Vios, máy chạy khá là êm. Đấy, mọi người nhìn ạ. Ivitech máy khá là êm, chất chắc luôn. Đấy,
Đó, mọi người nhìn, vâng, đấy. Máy rất là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Vâng, các cái phần đầu răng đây. Đấy, mọi người nhìn ạ, phần đầu răng. Nắp sườn hay là các cái phần đầu ốc này. Chưa biết đâm đụng là gì đâu nhá mọi người nhá. Bao đâm đụng ngập nước luôn. Bắt xe thì đảm bảo cho mọi người là không đâm đụng, không ngập nước, keo chỉ zin. Đó. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Máy thì chạy khá là êm. Chưa tháo mở luôn. Đấy, chưa ra. Ốc ác chưa ra luôn. Máy vẫn còn rất là ngon. Đó. Mọi người nhìn nhá. Còn đây là cụm phanh ABS an toàn, vẫn còn rất là ok. Đấy. Nước điều hòa chảy ở mầm nhiều quý vị ạ. Đấy. Đấy, máy móc các thứ chạy vẫn còn rất là ngon. Zin luôn. Các cái con ốc dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin rất đẹp luôn. Và máy khô. Gầm cao thoáng máy, máy khô. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Đấy, khung dầm đây. Khung dầm của chiếc xe đây. Khá là ổn luôn. Các cái phần đinh hàn sườn này. Đấy. Nói chung là xe là không phải nghi ngại gì luôn. Nét căng. Vâng. Thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Honda City mới nhập về cửa hàng. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp và chất chắc, giá thì vô cùng rẻ. Sản xuất năm 2013, phiên bản máy xăng 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và với giá thành chỉ có 359 triệu đồng. Đây là một mẫu xe, một lựa chọn lý tưởng cho mọi người. Vâng. Những ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo nhanh cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Em rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Rất vui mọi người chọn cho mình được chiếc xe đẹp, chiếc xe ưng ý. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nhớ đừng quên là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ giúp Vũ Duy Auto để mọi người có được chiếc xe tuyệt vời. Xin chào, tạm biệt.